số người mắc bệnh do gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ đang ngày càng phổ biến, trong đó thì hơn 50% bệnh nhân mắc đồng thời cả hai bệnh này, tiềm ẩn những hệ lụy như là xơ gan, xơ vữa động mạch có thể dẫn đến ung thư gan hay là nhồi máu cơ tim. Các chuyên gia khuyến cáo người có nguy cơ cần sớm nhận biết, đối phó, ngăn ngừa biến chứng do bệnh gây ra, từ đó thì sớm điều chỉnh, tuân thủ chế độ sinh hoạt lành mạnh trong ăn uống, luyện tập, thường xuyên khám sức khỏe định kỳ. Một thông tin có thể tham khảo nữa đó là nghiên cứu mới đây cho thấy là cao nần nghệ có trong Colletdius có tác dụng rất tốt trong việc giảm mỡ máu, giúp hỗ trợ điều trị mỡ máu, mỡ gan, cải thiện tình trạng bệnh và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm. Cái thành phần của Colletdius ấy thì hoàn toàn là các cái thảo dược rất là gần gũi thân thiện với người Việt Nam, ví dụ như giảo cổ lam này, rồi đan sâm này, đặc biệt là cao nần nghệ. Thì cái cao này có thể nói là phải 10 cân nghệ mới có thể nấu được một cân cao, và có cái tác dụng là hạ cholesterol, và qua cái hạ cholesterol máu đấy thì hạn chế cái tình trạng xơ vữa động mạch và các cái bệnh lý tim mạch như là tăng huyết áp, rồi thì các cái suy tim cũng như rối loạn nhịp tim.